Vâng, Hoàng Zalo xin kính chào tất cả các bác nhá. Dạ vâng, rất vui hôm nay là bên em lại tiếp tục là lên những clip mới để gửi đến cho các bác ạ. Vâng ạ, hôm nay thì bên em lại đón nhận thêm một cái lô hàng về 30 bộ dàn mini gồm của các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản của Onkyo và Denon các bác nhá. Đây, những chiếc loa mini rất là đẹp ạ của hãng Onkyo. Và đây là những chiếc đầu của nó đấy ạ. Hàng vừa về em vừa bóc xong các bác nhá, chưa kịp vệ sinh đâu. Đấy. Các bác nhìn này này, nó dán cả vào đây này. Đấy. Em chưa cần vệ sinh nhá. Em sẽ gửi cho các bác ở trong những cái video mới của bên em tiếp theo. Vâng, các bác nếu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp em nhé. Bằng cách hãy nhấn vào cái nút màu đỏ phía dưới ạ. Nhấn vào cái nút màu đỏ phía dưới có cái phần chữ đăng ký kênh. Và hãy comment lại những bộ dàn mà các bác cần mua. Em sẽ lên clip và các bác nhớ nhấn rung chuông đấy nhá. Và khi tại sao đăng ký kênh và rung chuông, để mục đích là khi em sẽ liên tục cập nhật những cái bộ dàn này thì các bác sẽ được cập nhật thông báo trên cái về điện thoại của bác tự động luôn. Đấy, khi các bác khi em đăng video lên phát là các bạn sẽ nhận được tự động cái video các em luôn. Đó, rất nhiều cái bộ dàn của Onkyo và Denon đấy ạ. Đây em chỉ hôm nay là video này em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn em sẽ vệ sinh và test và sẽ báo giá trong cái clip tiếp theo các bạn nhé. Đấy, vì là những cái thiết bị này về thì em cũng chưa kịp vệ sinh đây, rất là bẩn, rất là bụi. Nên là em phải vệ sinh nữa, sau đó là test và sẽ báo chức năng luôn. Nếu bộ nào nó hoạt động hoàn hảo thì em sẽ báo giá của cái tương đương với bộ đấy nhá. Các bác có nhu cầu bộ dàn mini nào của Onkyo hay Denon, hoặc phân khúc hôm nay là toàn phân khúc từ 1,8 triệu, 2 triệu, thậm chí có những bộ 3 triệu các bác nhé. Tùy vào hình thức từng bộ, nên các bác có thể đăng ký kênh, subscribe đăng ký kênh giúp em nhé, để được cập nhật những video mới ạ. Vâng ạ, đây là video này em chỉ mang tính chất là giới thiệu về những đô hàng thôi. Các bác muốn sở hữu những cái dàn đẹp, xuất sắc thì các bác có thể nhanh tay điện thoại cho Hoàng Giao Đô bên em ạ, theo số điện thoại 0975 884 009. Địa chỉ mua hàng và xem hàng tại cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy ạ. Vâng ạ, và bên em ở tầng 1 các bác nhé. Có chỗ để xe ô tô cho các bác nào nếu đi xe ô tô, rất là thoải mái luôn, tầng 1 có chỗ để xe ô tô. Em ở 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé, tầng 1. Vâng ạ, các bác cần nhu cầu về dàn mini hoặc là dàn karaoke, hoặc là tất cả các thiết bị âm thanh về karaoke, vang cơ, vang số, cục đẩy, nâng tiếng, nọc xì, nhặt bãi, hoặc là các thiết bị về âm thanh nghe nhạc, các bác có thể liên hệ với Hoàng Giao Đô bên em ạ. Cảm ơn các bác đã xem video này nhá, và em cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ, quan tâm đến kênh Hoàng Gia của Hoàng Giao Đô bên em ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp các bác. Chúc các bác một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Vâng, chào các bác nhá, và hẹn lại các bác trong những video gần nhất và mới nhất của bên em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.